mọi người. Mọi người cùng hát với tôi nha. Tỏ sáng như sao, cùng lạc Việt mọi người nha. Để có cơ hội nhận được giải thưởng lên tới 1 tỷ đồng cùng với ý nha mọi người ơi. Mẹ ước vương nhưng lại yêu đuối trước gương, chiến thắng tất cả những ngục ngã trước anh. Ngọt ngào anh đến bên che chở, rời xa anh kết thúc thơ. Đi làm cùng Thành Ý Giỏ phần nào không nhớ nữa. Thưa mọi người, lại là một chuyên mục đi làm cùng Thành Ý Giỏ mọi người nha. Còn đây là cô dâu đầu tiên của em ngày hôm nay nè. Trời đất ơi, cô dâu này là học viên của em luôn đó mọi người. Nhưng mà cô dâu này chỉ làm tóc thôi, chứ em không có trang điểm. Tại vì cô dâu này sẽ tự trang điểm đó mọi người. Đây là một thử thách của cô dâu mà em đề ra đó. Thì nói chứ, tại vì em kẹt show đó mọi người, em trùng show với khách của em nên em kêu nhân viên của em tự trang điểm luôn. Làm cô dâu tự trang điểm luôn đi, đâu có gì đâu, mình là thợ mà đúng không nè. Rồi nè, bây giờ tôi chạy liền xuống nhà cô dâu để chuẩn bị làm trang điểm đây nè. Đây là nhân viên của em và em tiếp tục đi làm thôi. Cô ngày hôm nay đã đặt ý trước 3-4 tháng rồi đó mọi người, tại vì bây giờ lịch nữa nên bây giờ mới làm được cô dâu nè. Thiệt luôn á, tính ra không có thời gian để quay clip lại luôn mấy má. Giờ là đang diễn cho anh camera, mấy anh photo nè, chụp hình rồi nè mấy keo. Sau khi đi làm về thì bây giờ làm gì? Đi quay clip đó mọi người. Đó, một ngày của em bắt đầu từ 3-4 giờ sáng, 4-5 giờ sáng rồi đi tới giờ này đó mọi người, 4-5 giờ chiều. Rồi về sau đó em đi đám cưới nè mọi người. Em đi đám cưới mang được hai món xong em chạy thục mạng luôn từ nhà cô dâu qua nhà mình để làm gì? Để làm chốt đơn. Dạo gần này em đang tập tành bán hàng online đó mọi người, bởi vậy em cần phải ký tên để nè. Cảm ơn mọi người nè đã mua hàng ủng hộ. Sau đó thì tôi sẽ tiến hành trang điểm, ủa lộn, làm hoa cho cô dâu nè. Cô dâu đặt hai bó. Sau khi cắm bông xong thì cả nhà em sẽ bắt đầu tiến hành đóng đơn đó mọi người. Đóng đơn để gửi cho shop nè, gửi cho mọi người á. Hoàn tất công việc là lúc 11 giờ rưỡi và 2 giờ rưỡi phải thức dậy đi làm tiếp rồi nè. Vậy đó, hết một ngày làm rồi đó. Bye bye. Hello mọi người, đã trở lại với kênh TikTok của Thành Ý Giỏ. Vâng mọi người, hổm gà công việc của em đã thêm như một món rồi. Em đã trở thành một TikToker kim bán hàng online. Bảo em bán thì phần lớn là thiên về nội địa Trung á mọi người. Giá thì cũng không quá rẻ như mấy chỗ khác lắm đâu. Tại vì biết sao không, em nhập số lượng không có nhiều về á mọi người. Số lượng nó cũng khá là cao và tất cả mọi thứ em đều làm trong quá trình lần đầu tiên thực hiện á, nên có gì sai sót á em đều có một cái lá thư cảm ơn cũng như là lá thư xin lỗi gửi chung với cái món hàng mà mọi người order đó mọi người. Và tất cả mọi thứ là đều chính tay làm, từ cả hộp và tất cả về đơn hàng order được luôn mọi người nha. Và đây là những dòng son em bán á, nên có gì sai sót mọi người cũng cảm ơn em nhé. Còn hôm nay là ngày 2/9 nên cái dòng này của em bán với giá 39k, bình thường lại bán 45k, 49k nha mọi người. Bây giờ mọi người tranh thủ vô order và chốt đơn nhanh đi nha, để em ship liền luôn cho khỏe thiệt á. Rồi, cảm ơn mọi người, chúc mọi người buổi tối vui vẻ. Oh la la. I don't wanna fall in love. There's nobody else.
Cái này có nè mọi người, nhưng mà có cách đây của tôi là 2-3 năm trước thôi nha. Thời lúc mà Ý chưa mở studio á, thì mình cũng đi làm bình thường thôi mấy má. Tại cái chị này cũng 32-33 tuổi rồi, nên là làm dâu phụ là chuyện bình thường. Nhưng mà chị thấy hơi lạ một xíu là tại vì sao cái chị này lại thích đậm, mà thích tại tóc và chạy xuống nước. Mà trong khi đó mình làm dâu phụ thường thường là phải xách đồ rất là nặng, đẩy đồ rất là nặng, mà lại thích làm lồng lộn hơn cô dâu đi. Con nói cho lồng lộn hơn cô dâu, tại giờ style cô dâu của Ý nó theo một cách nhẹ nhàng không à. Tôi thì đơn giản lắm, khách thích thì mình làm thôi. Nhưng mà sau đó trong tới lúc khoảng 10 giờ sáng thì ta mới được gửi cho một cái bài viết. Chính là cái chị đó không phải là cô dâu, mà là cái chị đó là đám hỏi á mọi người, mà đãi 30 mâm, 30 bàn. 30 bàn ở miền Nam tức có nghĩa là khoảng 300 khách. Và chuyện gì tới cũng sẽ tới thôi. Em bị xỉa quá trời luôn ấy má ơi. Em vô em coi comment mà viết đó đấy. Trời ơi sao thợ gì trang điểm tới lúc tầm 1-2 giờ á là nó chơi chứ gì, nó chơi hết trơn vậy, gì nó bla 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 bể nền các thứ rồi luôn. Em nói mọi người nghe, tại vì sao mà cái giá trang điểm cô dâu bên em nó lên tới cả triệu bạc hơn trở lên lận. Còn giá điểm trang điểm cái tiệc lại có mấy trăm ngàn, 200-300 ngàn, 300-400 ngàn thôi. Nhiều bạn thì nói là trang điểm cũng có chút xíu thôi, làm sao mà cũng y chang nhau, mà tại sao mà lại giá khác nhau dữ vậy, giá một cái thấp một cái quá cao. Ngoài việc chất lượng sản phẩm ra thì kết cấu nền của cô dâu hoàn toàn khác với cái kết cấu nền của khách tiệc. Một khách tiệc thì mình chủ yếu đi tiệc thì nó sẽ rơi vào khoảng 2-4 tiếng là sẽ đẹp nhất thôi, là cần đẹp thôi. Còn cô dâu là mọi góc luôn, và kết cấu nền của nó phải bền chặt từ 6 tiếng trở lên lận nha mọi người ơi. Cái chuyện ở đây không phải là tại vì cái chuyện mà người ta chê cho tôi đang điểm xấu, tại vì chính người 10 ý, nhiều người không thích style của mình vẫn chê mình xấu là chuyện bình thường. Nhưng mà cái việc mà cô dâu hùa theo nói mình trang điểm cô dâu là làm cô dâu luôn á thì cái đó là không đúng nha. Khách tiệc khác cô dâu. Bạn book tôi khách tiệc thì bạn lúc nào cũng là làm khách tiệc. Thời điểm đó tôi cũng drama trên Facebook cũng mấy ngày á. Bởi vậy á, đừng có tiếc tiền về cái vấn đề mà trang điểm cô dâu. Nếu mà bạn tiếc tiền trang điểm cô dâu thôi, bạn đừng lấy chồng chi cho nó mệt nha. Không, mình để mặt mọc đi nó sẽ đẹp hơn là mình chọn đi trang điểm khách tiệc. Tại đi chọn đi trang điểm khách tiệc tầm 3-4 tiếng rồi nó bể nền, nó hư kết cấu các thứ, rồi mình còn xấu hơn lúc mình để mặt mọc nữa đó. Nói ra ở đây không phải là để chê trách cô dâu hay là hờn giận khách hàng gì hết trơn á mọi người, mà nói đây để cho khách hiểu, đó chính là khách tiệc trang điểm khác với cô dâu nha. Ở đây kết cấu kỹ thuật nó khác thì nó sẽ là khác nha mọi người nha. Cũng là một chai kem nền xịn, nhưng mà đánh với style khách tiệc với đánh style cô dâu là nó sẽ có kết cấu khác nhau nữa nha mọi người nha. Mong mọi người hiểu nha. Còn khách kia em lóc lâu rồi nha. Hành trình đập đi xây lại phần 2 cùng Thành Ý Giỏi. Hello mọi người, sau phần 1 là chúng ta đi làm chân mày thì phần 2 chúng ta sẽ quyết định đi trùng tu nhan sắc mọi người nhé. Ăn nhẹ một cái thì em phi liền qua trung tâm thẩm mỹ của Adona luôn mọi người. Chắc mọi người đều biết là cái vấn đề trùng tu nhan sắc của em tại thẩm mỹ rồi đúng không nè. Trời ơi quá trời gầm gỗ luôn mấy má. Em quyết định thay đổi diện mạo và trời ơi mấy này chị nhân viên tư vấn kỹ cả mang luôn, cái này trí là sợ không chết mấy má, bắt đầu sợ đó, sợ là. Em quyết định chọn ở thẩm mỹ viện Adona ở quận 3 nha mọi người ơi. Cũng này là chuẩn bị bác sĩ tư vấn nè. Còn này lấy lại hình ảnh trước là sau khi làm của em rồi mọi người. Trời ơi, em dòm lại em kiểu bị hết hồn á má. Khu vực này còn có giấy tờ và bằng khen của các bác sĩ ở trong đây luôn nha mọi người ơi. Khúc này là em bắt đầu tư vấn với bác sĩ nè. Thật sự luôn, bác sĩ tư vấn rất là nhiệt tình luôn á mọi người. Chứ bây giờ tôi đi thẩm mỹ viện nào mà tư vấn nhiệt tình vậy luôn á. Bác sĩ còn nói mà em cần làm gì hay là không cần làm gì. Không có chưa chỗ khác đâu, vô làm đi em, làm đi nè. Rồi cái nào làm được chứ làm cho đẹp không nha. Quan trọng gì nữa má. Ban đầu em tính tại cái mặt em góc nghiêng á, em muốn cho cái này nó tiêm nhiều xíu cho nó nhọn ăn xíu mà. Không bé ơi, bác sĩ không cho tiêm nha. Bác sĩ không cho tiêm, bác sĩ nói không thiếu da, tiêm nhiều đó thôi. Tháng sau đi, nào dư da lên tiêm thêm. Mà làm cái nào cam kết 100% không sưng là không sưng nha. Còn cam kết mà 90% còn 10% sưng là bác sĩ đều nói cho mình nghe hết luôn. Bởi vì mọi người an tâm nha. Khúc này là em lấy đồ thai để chuẩn bị lên tiến hành xây lợ gương mẹ. Trời ơi, khúc này là sợ tiêm muốn gớt ngoài đó. Làm xong nè mọi người. Tỉnh bơ bước ra luôn, kiểu như mặt biểu mẹ ơi là trời, mình làm thiệt á trời, không ngờ mình làm thiệt luôn á trời. Trời ơi, mấy bạn nhân viên dặn dò em rất là kỹ luôn mọi người mà ha. Trời ơi coi soi nó nha, nhân viên này soi ta lắm nha. Trời ơi mẹ em lỡ không gì mẹ em lỡ ai chi mà em chưa vệ sinh vết thương mà điện kêu vệ sinh vết thương liền luôn á mấy má. Hôm khác em sẽ ngồi làm cho mọi người một cái video review cận kỹ từng cái luôn cho mọi người xem. Hôm nay tại đây thôi, nghe dài quá rồi, bye bye. Đâu làm quá cưới cùng Thành Ý Giỏi. Giờ thì mình sẽ xử lý cái đống bông sen này trước nha mọi người. Trời ơi, tao nói gấp xương xương có mình làm phải 40 cái bông sen thêm mấy chục cái bông hồng nữa. Mình làm hết, ôm hết. Trời ơi, chấn động. Ê nè mọi người ơi, trời đất ơi, đó. Trời nó này nó không có thù kết được nhưng mà coi đỡ nha. Bây giờ còn đống này nữa đó. Thì nó có một cái thôi, giờ em gấp
40 cái nữa thôi chứ không có nhiều hết trơn. Xong cái đóng bông sen thì giờ chúng ta sẽ chuyển một cái đóng bông hường mấy má ơi, hường cẩm lệ. Hôm nay em sẽ làm tông hường và tông xanh chung với nhau nha mọi người. Trời đất cơ, nhìn chuyên nghiệp dã man nhá mọi người nha. Chứ có biết làm đâu mấy má ơi, trời ơi học tay ngang thôi đó mấy má. Đẹp em đẹp đừng chữ em nha, chữ em lắp mệt lắm nha. Chú cho mọi ơi, tao không ngờ cái bông này nó khó cắm dữ vậy mấy má. Trời ơi, tự làm muốn quéo cái càng luôn mới ra được nhiêu đây nè. Bởi vậy mọi người đừng có chê nha. Chịu chú biết sao nữa vậy. Cái vàng học viên em cũng xuất sắc lắm mọi người. Em kêu nó xuống cắm phụ em. Em cắm gần xong luôn mới chưa xuống nữa. Nói tới nó lui mình quên nói cho mọi người nghe. Em nè em cắm bông cưới nha. Trời ơi nhìn em cắm bông cưới đương nhiên đám cưới của anh ta không phải đám cưới của em rồi. Em đám cưới ai lấy em trời. Cà 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 nha. Bây giờ mình sẽ xem thành phẩm luôn nha mọi người ơi nè. Một nè, hai nè, ba nè. Mà xong ba cái nha. Nó không được đẹp lắm đâu nhưng mà coi đỡ đi nha mấy má. Sau khi cắm bông chúng ta phải dọn cái đống đây nè. Trời lắm quỷ thằng ai. Tới giờ luôn học trò em mới xuống luôn nè. Có tức không? Mà nhiều bạn cứ hỏi em dán gì sau lưng điện thoại. Cái này là linh phù đó mọi người, giúp may mắn và chiêu tài lộc á. Mãi chiêu.